Theo ông đánh giá thì cộng đồng người Việt ở Mỹ, cái tầm quan trọng của cộng đồng người Việt ở Mỹ như thế nào đối với lại cái sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là cái sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai, thưa ông? Tôi nhớ là trong cái cuộc trao đổi của giữa tôi với anh Lân khi ở Mỹ thì tôi cũng đã nói tương đối chi tiết về cái vai trò vị trí của cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung đối với Việt Nam và đối với cái quan hệ Việt-Mỹ rồi. Và hôm nay tôi chỉ xin chia sẻ một cách vắn tắt thế này thôi. Thứ nhất ý là có thể nói là cái cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, trong đó có ở Mỹ, là một cái bộ phận khăng khít của dân tộc Việt Nam và rất quan trọng đối với đất nước cũng như đối với quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Tôi nói quan trọng là vì đại đa số người Mỹ gốc Việt họ là công dân Hoa Kỳ, họ công dân Mỹ và họ có một cái vị trí và vai trò nhất định trong cái chính trường của nước Mỹ, kể cả trong quá trình hoạch định và thực thi cái chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ, trong đó có chính sách liên quan đến Việt Nam. Và cộng đồng gốc Việt của chúng ta đấy thì cũng là cái cộng đồng thiểu số lớn thứ tư ở Mỹ với khoảng 2 triệu người. Thì chắc chắn đây sẽ là một cái lực lượng cử tri mà các nhà chính trị gia ở Mỹ rất cần tranh thủ cái lá phiếu của họ và cho họ. Sự chính vì vậy mà cái sự thấu hiểu, sự ủng hộ của cộng đồng đối với quan hệ Việt-Mỹ thì có phải nói là giúp ích quan trọng cho cái sự phát triển của quan hệ hai nước. Và ngược lại, cái sự không ủng hộ, thậm chí là sự chống đối trong cộng đồng thì sẽ gây ra những khó khăn nào đó trong quan hệ. Và theo tôi hiểu ấy, thì đa số kiều bào ta ở Mỹ cũng như trên thế giới thì đều muốn là thấy quan hệ Việt Nam và Mỹ phát triển ngày càng gần gũi hơn. Trong đó, trong số những người mà ủng hộ như thế này thì bên cạnh cái sự ủng hộ thì họ cũng có muốn gắn vấn đề này với vấn đề kia và cũng muốn là phía chính phủ Mỹ gây sức ép với Việt Nam về mặt này mặt kia. Và trong cộng đồng của chúng ta đó thì có một số nhỏ là vừa công khai vừa bí mật chống đối nhà nước Việt Nam, đồng thời chống đối quan hệ hai nước, cản trở cái quan hệ hai nước phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau. Thì như anh biết là thực tế đã cho thấy là cái sự ngăn cản của họ là không thể làm chậm, không thể ngăn chặn được cái bánh xe lịch sử. Cái quan hệ Việt-Mỹ vẫn tiếp tục phát triển vì, như tôi nói lúc đầu, là quan hệ của hai nước chúng ta là dựa trên những lợi ích rất rộng lớn. Cho nên là sự chống đối của một bộ phận nhỏ những người Việt Nam, những người Mỹ gốc Việt trong cộng đồng không ngăn cản được cái dòng chảy lịch sử này. Và trong khi tôi nhớ lại là trong cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới New York thì Tổng Bí thư đã gặp rất nhiều kiều bào ta từ các nơi ở Mỹ tới New York và từ Canada sang. Thì phải nói là tôi có mặt ở đấy và tôi thấy rất nhiều phát biểu của bà con là rất phấn khởi, rất vui mừng về chuyến thăm này. Và những cái thông điệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra đối với cộng đồng người Việt, không biết anh có biết không, nhưng gần đây thì bà Hà Thị Khiết, trưởng ban dân vận Trung ương, dẫn đầu một cái đoàn của ban dân vận Trung ương đi thăm kiều bào ở Mỹ và Canada, tiếp xúc với rất nhiều giới đại diện khác nhau của cộng đồng thì rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà trong đó có một cái chung là họ cũng rất phấn khởi trước những cái tiến triển của quan hệ Việt-Mỹ. Và tôi cho rằng là những cái niềm vui này của họ là chân thành và xuất phát từ cái thực tế mà họ thấy rằng điều này có lợi cho dân tộc mình.
và có lợi cho chính họ nữa, cho cộng đồng nữa. Quan hệ giữa Việt Nam với Canada hay là Việt Nam với Mỹ càng phát triển tốt giữa hai nhà nước thì rõ ràng là phía nhà nước bên kia đó sẽ quan tâm đến cộng đồng hơn và sẽ tạo, và lãnh đạo Việt Nam thì luôn luôn đề nghị là các nước đó tạo điều kiện tốt hơn để cho cộng đồng gốc Việt mình hòa nhập và đóng góp cho cái nước sở tại. Cho nên là cái đấy chỉ có tốt cho họ, cho nên là họ vui mừng thì cũng có cái lý do khách quan của họ. Thế còn cũng thực tế cũng chứng minh là gì, là những cái cũng cho thấy là bà con cũng không ủng hộ và cho rằng là có nhiều người nói thẳng với chúng tôi là những cái hoạt động chống đối cản phá quan hệ là rất là lố bịch và rất là lạc lõng. Và họ cũng nói là mong các vị hiểu rằng là đây không phải là đa số, những hoạt động chống đối đó chỉ là thiểu số mà đúng thôi. Cá nhân tôi quan sát cũng như tôi nghĩ nhiều bà con cũng thấy rất rõ đây chỉ là những cái thiểu số nhỏ. Những cái xu hướng chống đối như ông vừa mới đề cập tới đó thì thường là vì nhiều lý do, trong đó có những lý do liên quan tới đòi hỏi phía Việt Nam phải đa đảng, đòi hỏi phía Việt Nam phải đặc biệt là phải có những cái vấn đề liên quan tới dân chủ nhân quyền cũng đồng hành với lại những cái đòi hỏi từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Như vậy thì trong cái bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ rất là mật thiết trong thời gian hiện nay thì phía Việt Nam sẽ nhìn về cái cách những cái sự chống đối đó như thế nào, những nhìn vào những cái sự đòi hỏi đó như thế nào, sẽ tìm cách hóa giải, hòa giải một cách nào đó hay là sẽ hoàn toàn không quan tâm tới những cái xu hướng đó thưa ông? Vâng, trước hết tôi xin làm rõ một cái ý mà anh vừa nói, tôi nghĩ là rất quan trọng. Thứ nhất là những cái suy nghĩ và mong muốn của kiều bào muốn cho đất nước có dân chủ hơn, quyền con người được phát triển tốt hơn thì tôi khẳng định đây là những mong muốn chính đáng. Và bản thân người dân Việt Nam hơn ai hết những người dân trong nước mong muốn như vậy. Và như anh cũng thừa hiểu là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chính phủ, nhà nước và chính phủ Việt Nam luôn luôn coi đây là một trong những mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng cũng như bảo vệ đất nước. Trong cái dân chủ, cái nhân quyền lớn nhất đối với người Việt Nam đó là độc lập tự do và phải đấu tranh hy sinh xương máu để giành lại. Cho nên tôi nghĩ cái đó hoàn toàn có thể chia sẻ giữa trong và ngoài nước về một đất nước Việt Nam phát triển hơn, dân chủ hơn, nhân quyền hơn. Tuy nhiên họ cũng có thể nêu ý kiến là Việt Nam cần phải có đa đảng với một cái suy nghĩ chân thành từ cái góc độ nhận thức của họ. Chứ còn nói là chính phủ Mỹ đồng hành với những cái suy nghĩ đó và nêu với Việt Nam thì tôi nghĩ là cái này phải chỉnh lại cho nó đúng. Phía Mỹ tôi nghĩ không bao giờ chính thức nêu vấn đề đa đảng với Việt Nam. Họ, những học giả, những cá nhân với tư cách là những phát biểu cá nhân thì họ có thể nói, hoặc là những nhà quan chức chính phủ họ nói ở góc độ riêng tư cá nhân thì họ cũng nêu cái suy nghĩ như vậy, thì chúng tôi cũng không coi đó là vấn đề gì nặng nề cả. Chúng tôi tôn trọng những cái suy nghĩ của họ. Mỗi đất nước, mỗi dân tộc có một con đường riêng như tôi đã nói và một cái lịch sử phát triển riêng. Còn đối với Việt Nam thì dứt khoát là chúng tôi không lựa chọn con đường đa đảng. Và vì vậy phía Mỹ hiểu và phía Mỹ không có đề nghị hay gây sức ép gì về vấn đề đa đảng. Và anh thấy phía Mỹ đã mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đi thăm. Và ai đều biết Đảng Cộng sản là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn diện đất nước. Thì tôi nghĩ đây là một cái thay đổi rất căn bản và quan trọng trong suy nghĩ của người Mỹ về cái cách ứng xử với một đất nước Việt Nam thế nào cho nó phù hợp và có lợi cho phía Mỹ. Thì tôi nghĩ những cái cách biểu hiện, những cái thể hiện của người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước về những vấn đề tôi vừa nêu nó là chính đáng. Thế còn họ quan tâm nhưng mà họ lại
tìm mọi cách để tiến hành những biện pháp gọi là phi luật pháp. Đối với luật pháp Mỹ là không được phép tiến hành những hoạt động bạo động trên đất Mỹ để chống lại nước thứ ba, gọi là violent actions. Thế còn đối với Việt Nam thì chúng tôi cũng không bao giờ chấp nhận và đã, đang và sẽ làm thất bại tất cả những cái ý định của bất cứ cái lực lượng nào mà muốn gọi là gây sức ép để mà Việt Nam đi theo con đường đa đảng. Và bất cứ nước nào mà trong quan hệ Việt Nam mà gây sức ép, chủ trương gây sức ép hoặc sử dụng các biện pháp khác để mà gây sức ép với Việt Nam để có cái lái cái can thiệp vào cái lựa chọn chính trị của nhân dân Việt Nam thì tôi nghĩ là cái quan hệ chắc chắn là sẽ khó khăn rất nhiều. Đấy. Thế còn đối với những người nào mà chân thành mong muốn nêu trao đổi thì anh biết rồi, và chúng tôi vẫn trao đổi, chúng tôi cá nhân tôi khi ở bên kia vẫn tiếp xúc và hai bên trao đổi thông tin với nhau với mục tiêu là tăng cường cái hiểu biết. Có thể anh suy nghĩ theo cách từ góc độ thông tin của các anh. Đấy, và anh chưa thể hiểu được hết những cái khó khăn, những cái tình hình thực tiễn ở trong đất nước và những cái đòi hỏi làm sao để mà phát triển được đất nước, đồng thời giữ vững được độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và của Việt Nam, thì cái đấy đòi hỏi cái gì về mặt lãnh đạo, thế nào cho nó hiệu quả, thì tôi nghĩ đây là một vấn đề mà còn phải trao đổi nhiều với kiều bào ở nước ngoài. Và chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tiếp xúc trao đổi và tạo điều kiện cho họ về thăm đất nước, như anh đã tham gia một số chuyến đi Trường Sa thì anh thấy rõ ràng là đường lối chính sách của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo là hoàn toàn khác, thực tiễn là thấy khác và về bà con nói cũng khác, chứ không phải như một số người nói là thế này thế kia. Thế cho nên là cái này ấy là một vấn đề tôi nghĩ còn tiếp tục và cũng còn nan giải đấy trong mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt, mà trong đó là một bộ phận của cộng đồng người Việt với trong nước về tất cả những vấn đề này. Đấy, tôi nghĩ là sẵn sàng đối thoại. Thế còn những cái người mà chủ trương quyết liệt chống đối bằng bạo lực mà tìm mọi cách nhen nhóm các hoạt động ở trong nước cũng như ngoài nước để mà tiến hành các cái hoạt động bạo loạn hay lật đổ nhà nước Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là đối tượng mà chúng tôi kiên quyết đấu tranh và không bao giờ chúng tôi đối thoại hay tiếp xúc với những đối tượng đó. Đấy là điều dứt khoát. Để kết luận cho cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay với ông, xin được hỏi trở ngược lại liên quan tới quan hệ Việt-Mỹ. Trong vai trò của một người vụ trưởng vụ châu Mỹ, ông có thể cho biết cái tầm nhìn chiến lược cũng như là cái lộ trình quan hệ Việt-Mỹ trong 20 năm tới hoặc hơn nữa như thế nào thưa ông? Vâng, nói về 20 năm qua thì dễ hơn là nói về 20 năm tới. Bởi vì thực sự anh em mình khó mà có thể hình dung được 20 năm tới thế giới sẽ thế nào, khu vực sẽ thế nào. Cho nên là nói về cái 20 năm tới quan hệ sẽ thế nào, nói thực với anh là rất khó để mà miêu tả. Nhưng tôi có thể chia sẻ với anh ấy là cái định hướng phát triển lâu dài của quan hệ Việt-Mỹ có lẽ còn vượt ra ngoài cả cái mốc thời gian 20 năm như anh nói là rất rõ rồi. Trong cái tuyên bố về tầm nhìn chung là rất rõ, tức là hai bên phải tiếp tục đưa cái quan hệ hai nước phát triển bền vững, hiệu quả. Thì cái đó là Tổng thống Obama cũng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định với nhau tại Nhà Trắng rồi. Và đấy là cái mục tiêu rất là tổng quát đối với quan hệ hai nước. Còn vấn đề làm thế nào để đạt được cái mục tiêu đó, cái tầm nhìn, cái định hướng đó thì hai bên sẽ tiếp tục phải trao đổi với nhau. Nó phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong quan hệ và nó phù hợp với cái bối cảnh chung của thế giới và khu vực. Nói về khách quan, tức là cái bối cảnh chung khu vực, thì tôi nghĩ hiện nay hai bên đang có những cái điều kiện rất thuận lợi để phát triển, kể cả trong những vấn đề toàn cầu như chống lại biến đổi khí hậu, đối phó với nước biển dâng, vấn đề an ninh hạt nhân vân vân, thì chúng ta có những cái dư địa tốt để hợp tác. Thế còn tại khu vực này thì cái xuyên suốt và cái lớn nhất mà lợi ích hai bên chia sẻ là duy trì hòa bình an ninh ổn định ở đây, trong đó có tự do hàng hải, tự do hàng không vân vân. Thì tôi nghĩ về mặt khu vực và quốc tế là còn nhiều dư địa. Thế còn quan hệ song phương thì tôi nói với anh Lân, với quý vị là cũng còn nhiều cái tiềm năng để mà phát triển lắm.
quan hệ kinh tế thương mại nó sẽ vượt xa trong những năm tới. Anh và quý vị sẽ được chứng kiến là sẽ có những cái điều kiện, đặc biệt là sau khi chúng ta tức là các nước thành viên kết thúc cái đàm phán về TPP và đưa đi vào thực hiện, thì là một cái điều kiện rất tốt để cho cái quan hệ kinh tế, đặc biệt là về thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển. Cho nên tôi chia sẻ với cái đánh giá của Tổng thống Obama cũng như của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cái tương lai phải nói là sáng sủa của quan hệ hai nước. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Bá Hùng rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, và xin hẹn được có những buổi tiếp xúc còn nhiều lần nữa trong tương lai, thưa ông. Vâng, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân, và tôi cũng đánh giá rất cao những cái nỗ lực của anh vượt hàng vạn dặm từ quận Cam tới Hà Nội để mà thực hiện một cái chương trình tôi cho rằng rất có ý nghĩa về cái quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mỹ trong 20 năm qua. Thì tôi nghĩ, tôi rất hy vọng là những cuộc trao đổi của anh Lân với chúng tôi và với các vị khác trong chính quyền, trong chính phủ Việt Nam cũng như là các doanh nhân hay là những cái cá nhân bên ngoài xã hội thì sẽ giúp ích được, đưa ra được một cái nhìn nó khách quan và cân bằng đối với tình hình đất nước cũng như đặc biệt là quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trong tương lai. Và tôi cũng rất hy vọng bà con mình ở Mỹ cũng như các nước khác là thấy được những cái tiến triển tích cực trong quan hệ của Việt Nam với Mỹ cũng như tất cả các nước, đặc biệt là những nước lớn nơi mà cộng đồng mình sinh sống và làm việc nhiều nhất, thì sẽ thấy được và góp phần vào cái đó. Và cái đó chỉ có lợi cho dân tộc mình, cái đấy chỉ đem lại độc lập, tự chủ, tự cường và góp phần chấn hưng dân tộc. Và một khi dân tộc ta đã được như thế thì chắc chắn là cái cộng đồng người Việt ở bên ngoài cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn anh Lân và cảm ơn các vị khán thính giả của đài của Phú Unsa TV, và xin chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, gia đình êm ấm hạnh phúc, làm ăn thành đạt, và những ai làm chính trị thì sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh.